một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ lại cùng đến với một trận đấu Tam Quốc ADB. Chúng ta sẽ được đối kháng trực tiếp với hai tên bên phía lực lượng của liên đoàn. Lực lượng quân xanh sẽ là hai người chơi ở level 25 và 26. Còn lực lượng quân tím và quân cam sẽ là hai người chơi ở level 24 và 27 nha. Như vậy đây là những đối thủ ở level rất cao. Còn bên phía lực lượng quân kháng chiến của chúng ta sẽ là hai người chơi, một ở 24 và một ở 26 ADB. Ngay lập tức thì mình cũng đã triển khai các đơn vị lính bộ binh rồi, rà soát khắp nơi ở trên bản đồ. Thì đây là một cái bản đồ rất chi là quen thuộc với những người chơi ở hệ test beta Tam Quốc. Nó chỉ mới có đúng một cái bản đồ này thôi ADB. Lính bộ binh ở khắp mọi nơi. Lực lượng quân Salam cũng đã có rất nhiều các đơn vị lính bộ binh. Ta vẫn đang cố gắng tranh giành lấy các thùng tài nguyên. Đầu ra mà lắm lính đến như thế này ADB. Một sự tranh giành có thể nói là rất chi là khốc liệt rồi. Lực lượng quân đỏ ở level 24 có lẽ là không đủ lực đam so với những người chơi ở level 25 và 26 bên phía lực lượng quân xanh lam và quân xanh nước biển rồi. Còn khủng khiếp hơn nữa là lực lượng quân cam ở level 27 cơ ADB. Chúng ta vẫn đang dốc toàn lực để có thể chiếm lấy được ít nhất một thùng tài nguyên lớn ngay lập tức vào lúc này. Lực lượng quân đỏ ở level 24, bạn ấy cũng đang cố gắng lên nhà một cách nhanh chóng rồi. Và lực lượng chúng ta, lực lượng quân vàng cũng đã bắt đầu có C2. Phải cố gắng tranh giành lấy tài nguyên thôi, lực lượng quân tím đã xuất hiện rồi. Chúng ta đã có C2, C1 và rất nhiều các đơn vị lính bộ binh. Tổng lực tranh giành lấy tài nguyên. Lực lượng quân cam cũng đã kéo ra các đơn vị tăng hammer. Và có cả hero 1 ADB. Chúng ta có số đông nhưng không biết có đỏ lại với một người chơi ở level 27 hay không đây. Hero 1 nó bật dép lên rồi. Là một cái gì đó rất chi là khó chịu ADB. Lực đam của họ là quá tốt rồi. Tiếp tục được tăng cường thêm hammer. Chúng ta vừa mới bắt đi rất nhiều giữa đơn vị C2 và C1 gặp với các đơn vị lính bộ binh. Cố gắng cho giành lại tài nguyên. Hammer vẫn không bỏ cuộc và đã tra vào phía bên trong. Bật lực thật sự ở đây bầy. Chúng ta đã chiếm được một thùng tài nguyên lớn rồi. Nhưng đồ tổn thật là rất nhiều vào các đơn vị lính bộ binh kết hợp với các đơn vị C2 và C1. Xanh Lam cũng đã chiếm được thùng tài nguyên này rồi. Như vậy là chúng ta ít nhất cũng đã hoàn thành được một mục tiêu. Đó là cố gắng chiếm lấy được một thùng tài nguyên. Xanh Lam đã ngay lập tức trình xét vào căn cứ lực lượng của chúng ta rồi ở đây bầy. Rất lo sợ lực lượng quân xanh lam. Một người chơi ở level 26 sẽ tấn công trực tiếp vào căn cứ lực lượng đông bên của chúng ta ở level 24 thôi. Xanh nước biển là một người chơi ở level 25. Quân tím ở 24 và quân cam ở 27 anh em ơi. Với một cái bản đồ có thể nói là rất chi là quen thuộc và lực lượng quân kháng chiến chúng ta thường xuyên nằm ở vị trí này. Đây là trận đấu thứ 3 mà Hiếu Nguyễn đăng lên trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Những trận đấu Tam Quốc rồi và mình vẫn sẽ tiếp tục cập nhật thêm nha. Ngay lập tức thì chúng ta cũng đã nâng cấp nhà chính lên level 4. Lực lượng đồng minh cũng bắt đầu có lính bộ binh, xe diễm và đang cố gắng tiếp tục triển khai các đơn vị lính và các đơn vị xe tăng. Có gia gua rồi, rất tuyệt vời tím ơi. Lực lượng quân đỏ ơi. Chúng ta đã có Dragonfly và đang cố gắng trinh sát bản đồ ở đây bầy. 6 phút đã trôi qua. Lực lượng quân Salam đã có sự xuất hiện tiếp tục rồi. Và họ đang cố gắng chiếm lại một thùng tài nguyên lớn tiếp theo ở phút thứ 6 ở đây bầy. Có Hammer. Nhưng rất tiếc là chúng ta đã chiếm được tài nguyên rồi và họ cũng đã bắt đầu có được vị trí đấu cơ. Lực đam của trí đấu cơ ở người chơi lực lượng quân xanh biển thật sự là quá mạnh mẽ đấy bầy. Lực đam của họ là quá tốt và các đầu vời cho nên chính xác đến với lực lượng quân xanh lam cũng đã xuất hiện rồi. Hammer là tiếp tục tràn ra phía bên ngoài. Trí đấu cơ của họ thật sự là quá mạnh mẽ rồi đấy bầy. Chỉ có 4 đầu vời trí đấu cơ mà chúng ta đã tổn thất đi rất nhiều các đầu vời xe nhiễm rồi. Và tiếp tục là những đơn vị Jaguar.
có đủ lực chiếm hay không đây anh em ơi. Hammer cũng đã tràn ra phía bên ngoài và Hammer ở level 25 là một cái gì đó rất đáng sợ đối với Yagu ở level 24 anh em ơi. Đồng minh đang nâng cấp nhà chính lên level 4 rồi. Phút thứ 7, thằng ấy đã cố gắng hết sức nhưng có lẽ là không kịp nâng cấp anh em ơi. Trước những đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, chúng ta đã không thể chiếm được một thùng tài nguyên lớn ở góc 6 giờ. Đây là lực tài nguyên thứ 2. Từ đầu trận đấu đến bây giờ chúng ta chỉ mới chiếm được đúng có một thùng tài nguyên lớn thôi. Lực lượng quân vàng bắt đầu triển khai thêm các đơn vị Jaguar kết hợp với xe 2, xe khói và xe nhiễm đã xuất hiện rồi. Với một trận đấu mà lực lượng của team cũng đã có sự xuất hiện của Mayden ném bom thò thật sớm rồi đây bầy. Họ vừa mới ném bom chinh phạt chúng ta, nhưng đồng thời đây cũng là một đòn chinh xác thì đúng hơn rồi đây bầy. Lực lượng quân đỏ đã có chiến đấu cờ và ngay lập tức đi chinh xác lực lượng quân cam ngay lập tức thôi, vì họ là những người chơi ở level 27 cơ mà. Có rất nhiều hammer, có chừng một kế hoạch đánh nhanh từ lực lượng quân cam. Hammer ở level 27 nó là một cái gì đó rất chi là mạnh mẽ đây bầy. Quân xanh đất viện và quân xanh lam cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn nhiều và họ cũng đã có chiến đấu cơ, có tăng rớt rất đông rồi. Đến 3 sân bay. Như vậy xanh đất viện chơi chiến đấu cơ và lực lượng xanh lam sẽ chơi bộ rồi. Và ban chính xác của chúng ta cũng đã vừa đi bán phế liệu mất rồi đây bầy. Đề phòng một lỗ đánh nhanh đến từ phía lực lượng quân cam. Chỉ cần chính xác thấy thôi là chúng ta cũng đã ngầm hiểu rồi. Quân xanh vừa mở chính xác chúng ta nhưng rất tiếc nó đã đi bán phế liệu rồi. Một đơn vị chiến đấu cơ thế hệ 7 anh em ơi. Từ bữa đến bây giờ chúng ta thường xuyên gặp những trận đấu mà chỉ có một tem bên phía lực lượng quân kháng chiến thôi. Liên đoàn là hai tem. Với một cái ván đấu ở chế độ tam quốc như thế này thì chơi không quân cũng là một lỗ đánh rất chi là an toàn. Kiểm soát tốc đường không và lực lượng quân cam đâu chạy ra phía bên ngoài rồi. Có rất nhiều cái đầu vị tăng hammer. Chúng ta đã đoán rất đúng rồi đây bầy, và họ có cả xe khiên kết hợp với hammer. Chúng ta có xe khói và Jaguar đối kháng trực tiếp với hammer ở phía lực lượng của liên đoàn ngay lập tức thôi. Quá đông rồi, một kế hoạch đánh nhanh ở phút thứ 11 từ phía lực lượng quân cam, một người chơi ở level 27. Chúng ta đã buộc phải rút lui vào phía bên trong. Tăng hammer ở level 27 nó không khác gì Jaguar của chúng ta đâu. Tốc độ di chuyển quá nhanh và đất đàm cũng thật sự là quá khủng khiếp rồi. Chạy vào phía bên trong rồi anh em ơi. Quy to rồi. Hammer mà còn được kẹp với cái đơn vị xe khiên thì lực lượng của nó được bút lên rất chi là nhiều. Jaguar mặc dù đã được kẹp khỏi rồi nhưng tốc độ của Hammer nó là rất nhanh anh em ơi. Và nó chui đánh khỏi là một điều hiển nhiên rồi. Toàn thật sự rồi. Jaguar của chúng ta không phải là đối thủ của Hammer với những lượt bắn liên tục như thế này. Đồng minh cũng đã kéo lên phía trên hỗ trợ chúng ta phòng thủ tới cùng rồi. Nhưng chúng ta đã mất đi rất nhiều các tòa nhà công sự quan trọng, đó là một người chơi ở level 27 thật sự là quá khủng khiếp đến từ phía lực lượng quân cam. Amarcot chuẩn bị để bom rải thảm ngay lập tức thôi. Một người chơi ở level quá cao anh em ơi. Lúc nãy mình cũng không kịp chú ý đó là một người chơi tên gì. Nhưng có lẽ đây là một người chơi khá là pro VIP rồi chứ không phải là dạng vừa. Tàn nát hết rồi. Chúng ta buộc phải khôi phục lại căn cứ ngay lập tức thôi. Và họ đã rút lui. Có lẽ rút lui không phải là vì họ không muốn thắng chúng ta ngay, mà có lẽ là họ đang muốn trận đấu vẫn giữ nguyên ở thế chân vạc anh em ơi. Khi cơ hội chưa thực sự đến thì họ vẫn chưa thể dốc tổng lực để chiến thắng chúng ta ngay được. Sẽ đưa trận đấu về tới 2 đấu 2 thì là một cái gì đó cũng rất chi là đáng sợ đối với lực lượng của xanh vào lúc này. Cứ dựng thế ở thế tam quốc thì có lợi hơn. Hoặc cũng có thể là lúc này khi họ tấn công chúng ta, lực lượng quân cam đang dùng lực tổng tấn công chúng ta, thì lực lượng quân xanh đặc biệt và quân xanh lam đã tiến công lên phía trên. Cũng rất là có thể đây bầy. Mọi thứ đều là có thể. Đầu cơ lực lượng quân xanh đang liên tục bay ở trên bầu trời và chúng ta cũng đã buộc phải bật khỏi lời để có thể che chắn tầm nhìn cho cả đơn vị Jaguar. Lực lượng đồng minh đã có Amarcot
Có Khỏi và Già Gua. Hy vọng rằng bạn ấy sẽ luôn ổn anh em ơi. Không biết lực lượng quân xanh và quân tím có đánh nhau hay không. Chúng mình thấy rất là lo sợ rồi. Quân Cam đang còn tập trung rất đông ở phía bên ngoài với những đơn vị Hammer, và họ đã quay chiếm lấy được các thùng tài nguyên. Vẫn tiếp tục là có xe khiên kết hợp với Hammer và Amateur của lực lượng quân đội bắt đầu để bom rải thảm rồi. Quá tuyệt vời đó ơi. Đã có rất nhiều tổn thất đối với lực lượng quân Cam vào lúc này. Đúng rồi. Lực lượng quân vàng của ta cũng đã có được ngay lập tức các bức tường phòng thủ ngay lập tức rồi. Không biết lực lượng quân xanh bị vào quân Cam có đấu với nhau hay không đây. Khá là yên tĩnh ở phía bên này. Chúng ta vẫn không thể cắm được cái phóng viên chiến trường ở phía bên này đây mày. Cần phải cố gắng chiến đấu tới cùng thôi. Và cần phải cố gắng phòng thủ tới cùng. Mới có phút thứ 15 thôi và chúng ta đã ngay lập tức triển khai thêm các tháp phòng thủ chống tăng. Những tháp pháo hai nòng anh em ơi. Đúng rồi, chính xác đi bạn ơi. Vì đây là một người chơi ở level 27 cơ mà. Nếu như không chính xác thì có nguy cơ còn đúng cái nít ngay. Như vậy là vẫn chưa thấy sự đụng độ giữa quân Cam và quân Xanh. Đừng có nói là chơi 4 người đấu với 2 nha. Khó chịu lắm đó các bạn ơi. Ta rất lo sợ lực lượng quân Cam sẽ lên nhà ném bom hạt nhân, bom không gian anh em ơi. Mình vẫn cứ hay nói lộn giữa cả hai bên, hạt nhân và không gian. Hạt nhân là bên phía lực lượng quân kháng chiến của chúng ta, còn không gian là bên phía lực lượng của liên đoàn. Có lẽ đồng minh cần phải ném bom vào khu vực điểm E. Ta có 8 đơn vị máy bay ném bom Abachop rồi. Đây là phút thứ 18 anh em ơi. Trinh sát từ phía lực lượng quân xanh nước biển rồi. Liên tục là sự xuất hiện của những đơn vị bay này trinh sát anh em ơi. Abachop bắt đầu khóc cất cảnh rồi. Có lẽ là có sự đụng độ giữa lực lượng quân Cam và quân xanh làm đúng rồi. Hay quá anh em ơi. Lực lượng quân xanh làm cũng đã triển khai một chiến thuật đánh bằng Hammer. Và ngay lập tức lực lượng quân Cam cũng đang phải đỏ Hammer với lực lượng quân Cam rồi. Rất chi là hài hước anh em ơi. Quân Cam vừa mới bắt đi cả trung tâm chỉ huy trước một sự tiến công rất bất ngờ và nhiều bạo đến từ phía lực lượng của quân xanh làm. Và quân xanh nước biển đang có dấu hiệu sử dụng cái đồng vị máy bom tròn để bom vào chúng ta rồi. Để bom rải thảm rất nhiều anh em ơi. Ta đã ngay lập tức mất đi rất nhiều các nhà cung cấp tài nguyên. Những nhà sản xuất lính thật sự là quá là quan trọng rồi. Và có cả nhà thấy khó nữa đây mày. Chỉ đầu cơ của họ đã liên tục bay ở trên không. Đội kháng trực tiếp với chúng ta. Nhưng rất tiếc chúng ta có khá nhiều các đơn vị tác phong không kết hợp với xe nhiễm rồi. Càng tím đang đối kháng trực tiếp với xanh và xanh lam. Và lực lượng quân Cam đã có tổn thất rồi. Ăn miếng trả miếng với nhau phía trên này. Cũng là những đơn vị tăng Hammer. Như vậy rất có thể là lúc nãy khi họ rút lui là không phải là họ nhường chúng ta, mà có thể là lực lượng tăng Hammer đến từ phía lực lượng quân Cam đang phải quay trở về căn cứ để đối kháng trực tiếp với Hammer đến từ phía lực lượng quân xanh lam. Hai người chơi với hai chiến thuật khá là giống nhau rồi. Một người chơi ở level 27 và một người chơi ở level 26 anh em ơi. Đồng minh của chúng ta đang sử dụng Abachop và chuẩn bị ném bom rải thảm vào căn cứ lực lượng quân xanh rồi. Chỉ mất được có một sân bay thôi. Tiếp tục ném bom, tiếp tục thôi. Cố gắng phá hủy đi nhà năng lượng và một nhà sản xuất máy bay. Tiếp tục là máy bay ném bom to đây bay. Họ đang phá hủy chúng ta ở chỗ nào đây? 7 đơn vị máy bay ném bom to. Đã mất 2 sân bay rồi, quá toang rồi đây bay. Cũng đã chiếm được thùng tài nguyên. Mất ngay lập tức đến tầng 2 sân bay và coi chừng mất đi Abachop bây giờ. Toàn thật sự đây bay. Abachop vừa mới quay trở về còn chưa kịp nạp đầy bình xăng thì ngay lập tức đã mất đi 2 sân bay. Thì lấy cái chỗ nào mà nạp xăng đây? Bay đi thật rồi các bạn ơi.
cũng có những Aberchop quay trở về rồi, có lẽ là cái có sân bay. Quay về hết rồi, quá tuyệt vời. Chỉ được có 4 thôi. 5, 6 rồi đây bay. Tuyệt vời rồi. Cuối cùng thì Aberchop cũng đã quay trở về với chúng ta rồi đây bay. Lực lượng Uzalam vẫn đang tiếp tục sản xuất ra các đơn vị Hammer kết hợp với trực thăng trinh sát level 1. Chúng ta vẫn cần phải trinh sát và căn cứ lực lượng quân cam và quân tím ngay lập tức ở đây rồi. Chuyện gì rồi? Như vậy là chúng ta đã bắn ra một quả tên lửa hạt nhân rất tuyệt vời từ phía lực lượng quân đỏ ở đây rồi. Không phải rồi. Ai vừa mới bắn vậy? Quân đỏ bắn, nhưng quân đỏ bắn ở chỗ nào vậy anh em ơi? Nhà ném lên tên lửa hạt nhân cơ mà, chứ đâu có phải là một nhà bắn bom không gian đâu. Khúc này mình hơi bị rối rồi. Chúng ta không biết nhà ném tên lửa hạt nhân ở chỗ nào đây. Rõ ràng là mình thấy một nhà ném tên lửa hạt nhân bắn ra cơ mà. Không lẽ liên đoàn lại có thể sản xuất ra cả bom hạt nhân hay sao? Tụi mình đã có được một nhà ném tên lửa hạt nhân, nhưng ở chỗ nào đây anh em ơi? Đây rồi, lực lượng quân vàng anh em ơi. Đã có một quả tên lửa hạt nhân từ phía lực lượng quân vàng tấn công và trực tiếp vào căn cứ lực lượng quân xanh nước biển rồi. Đánh rất hay rồi vàng ơi. Và ngay lập tức lực lượng Hammer từ phía lực lượng của liên đoàn quân xanh lam cũng đã kéo qua căn cứ lực lượng quân đỏ rồi. Rất chi là căng thẳng anh em ơi. Họ đã có được khá nhiều cái đơn vị Hammer và họ vừa mới trải qua một đợt ném tên lửa hạt nhân từ phía lực lượng quân vàng của chúng ta. Và ngay lập tức lực lượng đồng minh quân đỏ cũng phải hứng chịu ngay lập tức một đợt tiến công tổng lực bằng các đơn vị tăng Hammer. Quân cam cũng đã xuất hiện rồi và quả tên lửa hạt nhân thứ hai cũng sẽ chuẩn bị bắn được bắn ra rồi. Tiếp tục là căn cứ lực lượng quân xanh lam. Nhưng ngay lập tức thì Hammer của lực lượng quân cam cũng đã kéo qua và căn cứ lực lượng quân xanh lam cũng đã tan bắn hết rồi. Xanh lam đang dốc tổng lực tiến công vào căn cứ của chúng ta đây mời, và quân cam đã chớp lời cơ rất nhanh chóng rồi. Ta đã cố gắng phòng thủ căn cứ bằng các mục tường và có rất nhiều các thang phòng thủ chống tăng. Nhưng cả lực lượng quân cam và quân xanh lam đã dùng ép chúng ta liên tục rồi. Như vậy là họ đã trinh sát rất tốt qua đây mời. Họ biết là chúng ta có tên lửa hạt nhân thì ngay lập tức họ sẽ không buông tha chúng ta đâu. Quá chi là ố vô ô rồi. Quân tăng Hammer thật sự là một cái gì đó quá chi là khủng khiếp qua đây mời. Mặc dù chúng ta có rất nhiều gia ngu, có rất nhiều xe kho và các thang phòng thủ chống tăng, nhưng không có đủ lực đạn rồi. Đằng trước, đằng sau, đằng nào cũng bị đánh cho sấp mặt như thế này thì lấy cái gì để mà phòng thủ đây? Tiếp tục là thò để bọn rải thảm chúng ta đây mày. Quân vàng đã một phần rút lui vào phía bên trong nữa rồi, rút lui vào phía bên trong nhiều hơn. Cố gắng phòng thủ cho đồng minh đi vàng ơi. Phục thử 25, chúng ta đã bắn ra được hai quả tên lửa hạt nhân từ phía lực lượng quân vàng, nhưng ngay lập tức thì chúng ta cũng đã bị lực lượng tăng Hammer đến từ phía lực lượng quân cam và cả quân xanh lam ở level 26 và 27 bắn cho không còn cái gì để đỡ rồi. Cố gắng phòng thủ tới cùng và lực lượng quân tim cũng đã xuất hiện rồi đây mày. Chiến đấu liên tục rồi và thốn rất chi là thốn rồi. Chúng ta đã gửi tặng cho lực lượng quân xanh lam và quân xanh nước biển hai quả hạt nhân, nhưng đồng thời ngay lúc này lực lượng quân cam và quân tim đã trở nên mạnh mẽ hơn và không còn có gì có thể cản được họ nữa rồi. Biết làm thế nào bây giờ anh em ơi? Họ đang tấn công và dùng ép chúng ta rồi. Quân đỏ cũng đã đẩy lui lực lượng quân xanh lam ra phía bên ngoài, nhưng họ vẫn còn có rất nhiều cái đơn vị tăng rất từ phía lực lượng quân xanh nước biển anh em ơi. Chúng ta đang phải đối kháng trực tiếp với hai cánh quân ở cả hai bên. Ngay lúc này chúng ta đang bị bốn người chơi dồn ép liên tục rồi.
Còn bạn này ông thò từ phía lưu xanh nước biển lại tiếp tục ném bom right time chúng ta rồi đây bây. Và chúng ta có A300 là tiếp tục ném bom right time tiếp tục thôi. Có trúng hay không đây? Chúng ta đã không thể phá hủy được một nhà sản xuất xe quân sự hạng nặng đến từ phía lưu của xanh nước biển rồi. Xanh nước biển vẫn còn quá mạnh mẽ đây bây. Vàng cần phải ngay lập tức kéo xuống căn cứ lực lượng quân đỏ sớm thôi đây bây, chứ không là toàn căn cứ lực lượng quân đỏ bây giờ. Tăng giờ đang tiến công một cách mạnh mẽ và như vũ bão rồi. Đang cố gắng kéo xuống rồi bạn ơi. Tăng giờ đang cố gắng phá hủy thêm một nhà sản xuất xe khó đến từ lực lượng quân đỏ đây bây. Nếu như lúc nãy mà quân Cam đánh thẳng vào căn cứ lực lượng sân biển và quân sân lại thì có lẽ là họ đã bị loại bỏ ra khỏi cuộc chơi. Trận đấu sẽ đưa về thế 2 đấu với 2 rồi. Nhưng rất tiếc là họ đã dồn ép chúng ta luôn rồi đây bây. Lực lượng quân Cam và quân Tim đã chơi được với một chiến thuật rất chi là đúng. Luôn luôn giữ ở tình huống thế chân vạc và có lợi cho họ nhiều hơn. Chỉ khi nào họ thực sự mạnh để có thể đè bẹp luôn cả hai thế lực còn lại thì họ mới chơi bung lực thôi. Chứ còn bây giờ là họ vẫn luôn để ở thế chân vạc. Ba đội đấu với nhau thì sẽ có lợi hơn cho lực lượng quân Cam và quân Tím ở đây bây. Có cách nào để có thể liên minh với lực lượng quân xanh đánh vào các lực lượng quân Cam và quân Tím hay không? Chỉ có cách đó thì chúng ta mới có sự ổn thỏa thôi. Trinh sát tiếp tục từ phía lực lượng quân Cam và căn cứ lực lượng của chúng ta rồi. Ta đã buộc phải sản xuất thêm cả những đơn vị tăng 3 mod kết hợp với Jaguar và cả các đơn vị xe khó rồi. Buộc thế rồi đây bây. Chứ tăng Hammer lực lượng quân xanh thật sự là một cái gì đó quá mạnh mẽ. Cả quân Cam và cả lực lượng quân Tê Cam với lực lượng quân xanh lam đều chơi. Tiếp tục tăng tốc trận đấu lên thêm thôi. Ngay lập tức thì lực lượng quân vàng cũng đã cắm ra rất nhiều cái tháp phòng thủ chống tăng. Những tháp pháo hai nòng ở đây bơi. Chỉ đâu cơ lực lượng quân Cam bắt đầu tấn công chúng ta rồi, bật khỏi lên vàng ơi. Chưa kịp triển khai khó rồi. Và họ đang có rất nhiều cái đơn vị chiến đấu cơ thế hệ bảy ở phía bên ngoài và chúng ta đã mất đi các tháp pháo phòng thủ rồi. Họ bắt đầu đảo chiến thuật rồi đây bây. Không còn chơi Hammer nữa mà triển khai chơi cái đơn vị chiến đấu cơ. Lực bắn quá ư là khủng khiếp rồi. Ta đã mất đi liên tục đến bận 4 tháp pháo phòng thủ chống tăng 2 nòng. Lấy cái gì để mà đỡ đây? Lực lượng quân xanh nước biển và quân xanh lam vẫn đang bị lực lượng quân Cam và quân Tím tấn công ở phía bên này là chắc chắn rồi. Chúng ta vừa mới thấy có một cái gì đó sắp đổ đây bây. Đúng rồi, chắc chắn là đang bị ăn hành rồi. Nhưng quân Cam cũng đã ngay lập tức tấn công chúng ta để dè chân chúng ta tấn công họ đây bây. Tiếp tục là sự xuất hiện của Hammer. Thế lực bên Cam và Tím đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi đây bây. Quân xanh nước biển và quân xanh lam sẽ không thể chịu nổi đâu. Chúng ta cần phải có một sự liên minh ngay lập tức thôi các bạn ơi. Cam bắt đầu có dấu hiệu di chuyển lên phía trên ở điểm H rồi. Jaguar đã sẵn sàng xếp hàng đội hình rồi đây bây. Chống càng lên và cần phải có sự yểm trợ từ khói thôi. Chỉ được cơ lực lượng quân Cam cũng đã ngay tức bay ra phía bên ngoài. Xanh nước biển đang mất dần rất nhiều cái tòa nhà rồi và chắc chắn lực lượng xanh lam sẽ không thể trụ nổi nữa đâu. Khói cũng đã được bật lên rồi. Chúng ta đã mất đi nhà xây dựng rồi đây bây. Hammer đang tập trung rất đông ở phía bên trên. Đấu cơ lực lượng quân Cam thật sự là một cái gì đó còn đáng sợ hơn cả Hammer. Toàn thật sự rồi. Khó chỉ có thể che chắn tầm nhìn cho các đơn vị xe cơ giới hạng nặng của chúng ta thôi. Và Hammer lực lượng quân Cam bắt đầu tiến xuống phía bên dưới rồi. Và đây là phút thứ 34 anh em ơi. Toàn rồi. Họ có cả xe kiêng và Hammer khi được bút kiêng lên nên nó không khác gì cái đội tăng Jaguar đâu.
Lực đan vẫn còn là rất khủng khiếp Adeboy, và tốc độ của di chuyển của nó là quá nhanh. Giao đấu tổng lực thôi, quá khủng khiếp rồi. Amachop chuẩn bị đi mob rời tạm từ phía lực lượng quân đỏ và khá lâu với Hammer đến từ phía lực lượng quân cam. Và chiến đấu cơ lực lượng quân team cũng đã xuất kích rồi. Và chúng ta đã mất liên tục các đơn vị đang Jaguar và các đơn vị Amachop rồi đây mày. Jaguar không có một đơn vị nào nữa cả rồi. Sức tiến công của Hammer thật sự là quá khủng khiếp anh em ơi. Hàng phòng thủ đã bị dọn chỉ trong vòng có đúng 5 giây. Họ tiếp cận gần chúng ta và ngay sau đó bắn xa chúng ta liên tục như thế này thì không thể chịu đựng nổi rồi. Thất thủ quá đây mời, thất thủ thật sự rồi. Lực lượng quân đoàn cũng bắt đầu kéo lên phía trên, những đơn vị lính bộ bên kết hợp với tăng Jaguar và sẽ khó rồi. Quân cả bắt đầu có dấu hiệu rút lui lên phía bên ngoài. Rất bất lực ở đây mời. Vừa đánh vừa nhấp nhẹ luôn giữ ở thế chân vạc rồi. Tăng Hammer khi được hỗ trợ lực đan từ những đơn vị xe khi thật sự là một cái gì đó quá đáng sợ vào lúc này. Và lực lượng quân cam còn là một người chơi ở level 27 với một lối tư duy chiến thuật thật sự là quá đỉnh cao. Họ có sự phối hợp rất tốt giữa các đơn vị Hammer, xe khi và cả các đơn vị chiến đấu cơ. Ngay sau khi họ biết chúng ta sử dụng ra các tháp pháo thì họ sử dụng các đơn vị chiến đấu cơ để dọn đường cho các đơn vị tăng Hammer. Và khi Hammer của họ hết xe khi thì ngay lập tức họ rút lui ra phía bên ngoài. Họ đánh chứ không phải là họ thủy quân, cho nên họ chơi rất chi là có chiến thuật ở đây mời. Có rất nhiều nhà sân bay và có rất nhiều các đơn vị tăng Hammer. Và không biết lũ sẽ bị vào quân xanh lam có con trụ được hay không đây. Tổn thất quá nặng nề rồi. Phút thứ 34 ở đây mời. Đây mà là một trận đấu có thể nói là rất chi là khó khăn. Lực lượng quân xanh lam vẫn còn trụ ở đây và họ đã quán chiếm lấy một thùng tài nguyên lớn ở góc 6 giờ. Chúng ta mặc dù đã cố gắng hết sức mình rồi, nhưng trước một số tiến công rất mạnh mẽ và nhiều bạn từ phía lực lượng quân xanh, quân cam thì chúng ta thật sự đã không thể trụ nổi quá 5 giây. Phòng tuyến bằng rất nhiều các đơn vị Jaguar kết hợp với xe khói là không đủ sức ở đây bầy. Cam đã tiếp tục trinh sát chúng ta nữa rồi. Và tốc độ bay của thế hệ 7 thật sự là quá khủng khiếp rồi. Họ đã muốn đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có cửa đối với họ. Chứ nếu mà chúng ta vừa mở nhẹ nhấm lú lên một cái là họ sẽ kéo qua dọn nhà ngay. Làm thế nào bây giờ đây? Anh em thấy trận đấu này như thế nào thì hãy cứ bình luận xuống phía bên dưới nha. Một trận đấu 3 đấu 3 rất chi là khủng khiếp anh em ơi. Một trận đấu ở rang tướng thật sự là có những lỗi chiến thuật quá hay. Và một trận đấu hot như thế này thì anh em đừng tiếc những lượt like nha. Và hãy cứ bấm like và hãy cứ bình luận cho mình nha. Bạn nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất nha anh em ơi. Mình vẫn đang cố gắng làm thêm thật nhiều video phục vụ anh em giải trí một cách nhiệt tình. Và đang còn có rất nhiều các trận đấu Tam Quốc anh em ơi. Thành chính xác đến từ phía lực lượng của Sơn Lam đâu kể ra phía bên ngoài. Họ đang cố gắng tranh giành lấy một thùng tài nguyên lớn với chúng ta. Và Amachop lực lượng đồng minh cũng đã bắt đầu để bom rải thang tiếp tục rồi. Quân xanh nước biển và quân Sơn Lam cũng đã khôi phục lại thành công. Rất có thể là lúc này lực lượng quân xanh lam đã kéo qua phần cơ lực lượng quân tiến và quân cam, cho nên họ mới rút lui thì đúng hơn. Nhưng cũng có thể là họ đang chơi một chiến thuật là đánh an toàn và đánh chậm chắc ở đây bơi lực lượng quân cam. Đó là một người chơi ở level 27 và chơi rất chi là lâu rồi. Đánh chiến thuật quá tốt ở đây bơi. Lực lượng quân vàng của chúng ta đã bắt buộc phải triển khai thêm các đơn vị lính 2. Lính 2 kết hợp với xe khó thì mới đủ cửa đôi kháng lại đối với lực lượng tăng Hammer đã từ phía lực lượng của Liên Đoàn lúc này thôi. Phút thứ 38 rồi đây mày. Quân đỏ thì vẫn còn đang ổn nhưng chúng ta thật sự là không ổn rồi.
Joker, lực lượng quân vàng đang bay ở trên không và lực lượng quân xanh lam cũng đã mất đi rất nhiều các đơn vị trực thăng trinh sát khi bị các đơn vị chiến đấu cơ thiết rồi đây bay. Ta cũng đang rất lo sợ và ngay lập tức được bật khỏi lên che chắn tầm nhìn cho các đơn vị lính bộ binh hai, chỉ còn cách đó thôi. Biết làm thế nào bây giờ đây? Ngoài lính hai chúng ta không còn kế hoạch nào khác nữa cả, nên mà có kế hoạch nào khác đối kháng trong trận đấu này thì hãy cứ bình luận xuống phía bên dưới nha. Ai bà chọc chuẩn bị ném bom rải thay vào căn cứ lực lượng quân xanh nước biển rồi, tốn rất nhiều ai bà chọc. Lực lượng quân xanh nước biển cũng đang trở nên yếu thế hơn rất nhiều ở đây bơi. Như vậy lực lượng quân đỏ của chúng ta cũng đã vừa mới ăn một quả bom không gian rồi, rất chi là thú ở đây bơi. Không còn có sân bay cho lực lượng ai ba chấp, cũng đã buộc phải bay quay đầu và bay đi ra ngoài rồi. Có lẽ là đó là một quả bom không gian từ phía lực lượng quân cam và quân tím rồi đây bầy. Chủ xanh nước biển và quân xanh lam sẽ không có cửa để chơi không gian đâu, bởi vì họ cũng đã là rất yếu thế rồi. Và ngay lập tức lực lượng hai bên cũng đã tràn vào phía bên trong. Chúng ta có lính ai và khỏi không biết có trụ được với hai bên hay không đây. Lực đàm của họ là rất tốt quá đây bơi, và lính hai là lựa chọn cuối cùng và tối ưu nhất rồi. Hammer đi xuyên qua hàng phòng thủ của chúng ta, tiến công vào phía bên trong với một lực đàm và sức mạnh thật sự là quá khủng khiếp rồi. Xe khiên có đi kịp hay không cũng không thể là vấn đề nữa rồi đây bơi. Xong thật sự rồi, quân đỏ cũng đã tổn thất quá nhiều và không còn đủ lực rồi đây bơi. Rõ ràng là lực lượng quân xanh lam và quân xanh nước biển đã trở nên yếu thế hơn, và quân cam và quân tím đã dồn ép chúng ta liên tục rồi. Và chiến thắng đang có cửa dành cho lực lượng quân tím và quân cam, thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Đó là những người chơi ở level 24 và 27, thật sự lực đam của họ là quá tốt. Chúng ta đã không còn cách nào được nữa rồi đây bầy. Lực lượng quân đỏ đang đối kháng trực tiếp với Hammer lên tới phía lực lượng quân cam. Họ lại rút lui ra phía bên ngoài, họ rút lui không phải vì họ sợ chúng ta, mà họ rút lui để chắc chắn rằng họ sẽ giành lại chiến thắng chứ không phải là thí quân. Đánh chiến thuật quá tốt rồi lực lượng quân cam ơi. Ta còn có cái gì đâu để mà phòng thủ vào lúc này đây. Mặc dù đã có đến 5 nhà sản xuất lính bộ binh 2, nhưng tốc độ ra lính cũng là không kịp rồi đây bầy. Một trận đấu mà liên tục phải sử dụng các item vàng, và tất nhiên là sẽ không có mất gì cả đâu đây bơi. Và hãy cứ chơi test meta nha, nếu thắng thì có tiền mà thua thì thôi, không mất gì cả đâu, cũng không có lên sao. Ở video trước với mình cũng đã hướng dẫn anh em để có thể đăng ký và chơi những trận đấu test meta rồi, anh em hãy cứ làm theo là ok nha. Bạn nào còn làm không được thì hãy cứ nhắn tin cho mình, mình chỉ biết với Android thôi chứ còn iOS là bó tay. Sự là bất lực quá rồi đây bầy. Chúng ta đã phòng thủ thành công căn cứ rồi, nhưng căn cứ lực lượng quân đỏ cũng tan hoang hết cả rồi. Và không biết là nhà bắn bom không gian lực lượng quân cam và quân tím đặt ở đâu nữa kìa. Làm gì còn máy bay đâu để mà có thể trinh sát được đây. Tập đầu tràn ở phía bên ngoài, đánh bọc lên phía trên, kéo lên góc 12 giờ ngay lập tức anh em ơi. Có đủ lực hay không đây? Ngay lập tức thì chiến đấu cơ lực lượng quân cam cũng đã bay ra phía bên ngoài rồi. Tiến công thôi. Được ăn cả ngã thì thua thôi chứ có gì đâu anh em ơi. Tổng tiến công ở phút thứ 43. Quân cam vẫn còn có tăng rớt ở đây bơi, và chiến đấu cơ của họ vẫn còn và sẽ khói. Chúng ta đã hết khói rồi. Khói đâu rồi, bật lên thêm thôi. Và bạn em mong sao lực lượng quân tim cũng đã dùng lực đàn rồi. Một cái gì đó rất đáng sợ đây bơi, chúng ta còn đúng cái đít luôn rồi, không chủ quá 10 giây. Ôi dồi ôi, thật sự rồi đây bơi. Cam và tim nó đã trở nên quá mạnh mẽ rồi. Xanh nước biển và quân xanh lam cũng không phải là mối nguy hại với chúng ta nữa rồi, và họ cũng không thể nào dùng ép lực lượng quân tím và quân cam. Chúng ta và quân đỏ chỉ còn biết là chờ đợi thôi.
Chỉ có lực lượng quân cao để tiếp tục tấn công ta và chuẩn bị ăn thêm một quả bom không gian nữa rồi. Quân xanh nước biển Adem ơi, xanh nước biển tan hòn hết nhà cửa rồi, không còn đủ lực thật sự rồi Adem ơi. Như vậy quân cam và quân tim đã áp dụng một chiến thuật rất chi là đúng đắn, sử dụng thế chân vạc từ đầu trận đấu đến bây giờ, và bây giờ khi họ trở nên quá mạnh mẽ rồi thì họ vẫn đang cố gắng cấu rỉa chúng ta và lực lượng quân xanh. Cứ giết một cách từ từ thôi, một kế hoạch thật sự là quá hoàn hảo để từ phía lực lượng của liên đoàn quân cam và quân tim rồi. Anh em có đúc kết theo được kinh nghiệm gì thì hãy cứ đúc kết nha. Hãy cứ bình luận xuống dưới cảm nghĩ của anh em về trận đấu này. Chúng ta ngay từ đầu trận đấu cũng đã cố gắng bắn ra những quả tên lửa hạt nhân đến tận 2 quả tên lửa hạt nhân, nhưng rất tiếc là không đủ lực đam anh em ơi. Xanh Lam cũng đã ăn thêm một quả bom không gian nữa rồi, và chắc chắn rằng lực lượng của Xanh Lam và quân Xanh Bình sẽ bị loại bỏ ra khỏi cuộc chơi. Tại sao Xanh Lam lại dồn ép chúng ta vào lúc này cơ chứ bạn ơi? Chúng ta cần phải liên kết lại và tấn công trực tổng lực bằng căn cứ lực lượng quân tím và quân cam. Xong thật sự rồi, lực lượng quân vàng và quân đỏ sẽ không còn gì cả đây bời. Xanh Lam không thể thấy chúng ta không có gì cả thì họ đã quyết định kéo lên phía trên chơi khô máu lực lượng quân cam rồi. Nhưng chỉ còn có cái đơn vị trực thăng trên xác level 1 Cyclone không thì đúng biết có đủ lực đam hay không đây. Xanh nước biển và quân Xanh Lam đã rất chi là rối rồi. Hãy nhìn căn cứ của họ xem, không còn có gì cả đây bời. Hết thật sự rồi, chúng ta vẫn còn đang bám trụ tới cùng với những đơn vị lên bộ quân và đang đối kháng trực tiếp với một đơn vị, chỉ một đơn vị tăng dốc đến từ lực lượng quân xanh thôi. Tiếp tục là bom không gian nữa rồi, căn cứ lực lượng quân đỏ đã tan hoang. Thất bại thật sự rồi anh em ơi. Quân cam đã sử dụng tăng dốc và đang kéo ra phía bên ngoài. Đòn kết thúc rồi, một trận đấu quá hay và quá nóng nực. Mình là Hiếu và đây là Hiếu Nguyễn, ngôi sao Việt TV. Anh em thấy trận đấu này như thế nào thì hãy cứ bình luận nha. Chứ mình thấy là thua rồi, chứ không còn cơ hội nữa đâu anh em ơi. Cam và team đã trở nên quá mạnh mẽ rồi, và thất bại thật sự dành cho phía chúng ta. Chiến thắng dành cho lực lượng quân team và quân cam, lực lượng liên đoàn. Xanh nước biển và quân Xanh Lam đã rời bỏ cuộc chơi rồi anh em ơi. Nhìn em không gian đây rồi, lực lượng quân team chỉ đấu cơ của họ cũng đã bay trên không, và chúng ta cũng đã rụng rơi hết các đơn vị chỉ đấu cơ thế hệ 5 rồi. Đó là những đơn vị chỉ đấu cơ thế hệ 7 cơ mà. Thất bại rồi. Anh em hãy cho mình thêm những lượt like và bình luận xuống bên dưới cảm nghĩ của anh em về trận đấu này nha. Chứ thua là thua thật sự rồi, không còn đủ cửa nữa đâu. Chúng ta vẫn còn cố gắng bám trụ tới cùng, nhưng chắc chắn là thua rồi. Một quả bom không gian tiếp theo vào căn cứ lực lượng của quân vàng anh em ơi, hết rồi, không còn gì nữa cả rồi. Tiếp tục là bay bom to. Họ đang cố gắng tháo dỡ những tòa nhà công sự của chúng ta và đang dọn nhà rồi, vậy thì có thể giành lấy một chiến thắng hoàn toàn anh em ơi. Đánh đấm cái gì nữa bây giờ đây. Đã cố gắng chống cự tới cùng đến tầng phút thứ 50, nhưng mọi thứ là vô nghĩa rồi. Xin cảm ơn 6 người chơi đã cho chúng ta một trận đấu rất hay, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và đồng hành cùng Hiếu Nguyễn ngôi sao Việt TV. Thất bại thật sự rồi. Xin chào và hẹn gặp lại em ở những trận đấu lần sau. Hết lực rồi em ơi. Kết thúc thôi. Cứ liên tục ăn không gian như thế này thì lấy cái gì để mà chống đỡ đây? Bây giờ họ chỉ có dọn nhà bằng không gian thôi, chứ đâu có cần phải đánh đâu. Một đòn đánh cuối cùng đã có thể kết thúc trận đấu này luôn rồi đây bây. Người bạn đồng minh của chúng ta là một người bạn từ Nga, và bạn ấy đang nói cái gì chúng ta cũng không có hiểu nổi đây bây. Ai đó làm ơn dịch giùm mình một cái nha, chứ mình chịu rồi. Chiến đấu cơ của họ cũng thật sự là quá mạnh mẽ để mời hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại em ở những trận đấu tiếp theo. Một quả bom không gian cuối cùng, hết rồi. The best game started 3. The future would way were free.
Military Confrontation, Resistance, Confederation, the war has not ended. Fighting continues again and again. My name is Hiu Nguyen, and this Hiu Nguyen Vietnam Star TV channel. Enjoy and watch now.